Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tiền như núi, Bộ Công an lập thêm hội nhóm để mà rút tỉa. Nước thì nghèo, nguyên thủ thì đi nước ngoài ăn mày, nhưng chi cho Bộ Công an thì đến con số 4,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nếu so với số tiền chi cho Bộ Giáo dục là 260 triệu đô la Mỹ thì mới thấy mức chênh lệch trong chi tiêu ngân sách của Đảng Cộng sản. Ngành giáo dục thì thiếu trường, thiếu lớp cho học sinh phổ thông, lương giáo viên thì chết đói từ năm này qua năm khác mà không chịu cải thiện. Còn đối với Bộ Công an thì cấp tiền núi nên đầu tư xây nhà hát và tượng đài một cách vô bổ. Vào năm 2016, các hội ăn hại đã rút tỉa từ tiền thuế của dân cho đến 68.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Đây được xem là một hội tương tự như Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam, v.v. Nó là hội được nuôi bằng tiền ngân sách, tức là tiền thuế của dân. Năm 2016, ngân sách trung ương chi cho các hội 68.000 tỷ đồng, tương đương với 3 tỷ đô la Mỹ. Con số này rất lớn, từng bị người dân chỉ trích dữ dội vì nó là tiền thuế của dân, nhưng lại dùng để nuôi các hội đoàn ăn hại này. Ví dụ như công đoàn, họ chỉ phục vụ cho quyền lợi của giới chủ và giám sát để công nhân không biểu tình và quyền lợi. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Bảo vệ bà mẹ trẻ em v.v. thì không bao giờ lên tiếng khi có phụ nữ, trẻ em bị bạo hành. Hội Nhà văn thì chuyên đi rình mò, soi mói để tìm ra những nhà văn có tư tưởng không thuận theo đảng để mà trù dập. Bộ Công an cho lập thêm hội ăn hại để mà rút tỉa tiền thuế của dân. Những hội này chủ yếu lập ra là để rút tỉa tiền ngân sách mà ngân sách quốc gia không nhiều. Bên này rút tỉa, bên khác lại bị bóp lại. Giả sử như nhà nước Cộng sản không nuôi các hội nhóm vô dụng trên, chuyển số tiền cho đó cho Bộ Y tế và Giáo dục để hai ngành này chăm lo đời sống dân sinh cho người dân Việt Nam, thì đâu đến nỗi cùng khổ như vậy. Bộ Giáo dục chỉ được giao có 260 triệu đô la, Bộ Y tế chỉ có 372 triệu đô la, thì mới thấy con số 3 tỷ đô la cho các hội ăn hại nó lớn đến cỡ nào. Nó lớn gấp 5,2 lần ngân sách của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cộng lại. Thực chất, việc lập ra Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam chỉ là cách để giúp cho các ông công an hết thời tiếp tục rút tỉa ngân sách mà thôi. Khi Bộ Công an được cấp ngân sách quá nhiều thì họ thà chia cho những kẻ hết thời ăn bám chứ dứt khoát không chuyển cho nó cho nơi người dân cần hơn như y tế và giáo dục. Trong hệ thống công quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại tư tưởng ăn không hết thì phá cho hết, chứ quyết không chuyển trả về Trung ương để Trung ương sử dụng cho những nơi cần hơn. Một nguồn tin từ bên trong Ban Quản lý Dự án cấp huyện ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết mỗi năm ngân sách thành phố cấp về cho huyện bao nhiêu đấy, nếu dùng không hết thì năm sau sẽ không được cấp phần thừa đó nữa. Và phần thừa ấy được khấu trừ vào ngân sách cấp cho những năm sau. Chính vì thế, quận nào, huyện nào, dù không tiêu hết tiền thì cũng tìm đủ mọi cách để mà tiêu cho hết. Cho dù có lập ra các dự án vô ích, họ cũng sẽ làm. Lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, ông Tô Lâm quyết rỉa cho hết cục tiền khổng lồ cấp cho Bộ Công an. Đó là tư tưởng ăn không hết thì phá cho hết. Cấp tỉnh đối với Trung ương cũng tương tự. Các tỉnh nghèo như Nghệ An, Hà Tĩnh v.v. được Trung ương cấp ngân sách, dù những việc cần thiết tiêu không hết thì họ cũng sẽ vẽ ra đủ các loại dự án như cổng chào, tượng đài để mà tiêu cho bằng hết. Mục đích để năm tiếp theo Trung ương cấp với số ngân sách bằng như vậy hoặc hơn. Các hội nhóm cũng như thế, nó được lập ra để cạp tiền ngân sách cho hết. Khi túi tiền cấp cho Bộ Công an quá nhiều, đến nỗi tiêu không hết thì họ đề xuất chính phủ ra quyết định cho họ thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam để mà rỉa cho hết núi tiền tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Đó chính là một phần trong cái bản chất xấu xa của chế độ này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tiền như núi, Bộ Công an lập thêm hội nhóm để mà rút tỉa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn.
và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng chèo chống như thế nào mà để con tàu kinh tế hất 113.000 khách rơi xuống biển. Không phải ngẫu nhiên mà cả ông Phạm Minh Chính và ông Võ Văn Thưởng đều đi công du thúc đẩy các nước giàu tài trợ vốn ODA cho Việt Nam. Nguyên nhân là nền kinh tế của Việt Nam hậu Covid đang chao đảo kinh khủng. Đã là năm thứ hai sau Covid, nhưng nhiệm vụ phục hồi kinh tế dường như là bất khả thi với chính phủ nhiệm kỳ 13 này. Cây kim trong bọc, dù có giấu thế nào, cũng có ngày nó bị lòi ra. Vào năm 2022, năm đầu tiên sau Covid, Tổng cục Thống kê đã báo cáo con số tăng trưởng GDP đến không tưởng, đó là 8%. Đây là con số đáng mơ với những quốc gia phát triển, có bộ máy quản lý thuộc loại tốt trên thế giới. Kèm theo con số tăng trưởng đẹp như thế là con số lạm phát chỉ dưới 4%, cũng là đáng mơ ước. Thống kê mà không trung thực thì làm sao chính phủ ra chính sách hiệu quả cho được? Những con số thống kê thì đáng mơ ước đấy, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác. Doanh nghiệp Việt Nam đói đơn hàng, một số thì thu hẹp quy mô sản xuất để cầm cự, số khác thì cho giải tán, ngừng kinh doanh, ngừng sản xuất. Đời sống người dân vô cùng khó khăn, đặc biệt là tầng lớp lao động nghèo, tầng lớp mà Đảng Cộng sản luôn vỗ ngực là đại diện cho họ. Rất nhiều nhà phân tích cho rằng con số tăng trưởng và lạm phát của năm 2022 là không đáng tin cậy. Thực tế, người dân Việt Nam phải chịu trượt giá của hầu hết các mặt hàng từ 10 cho đến 20%. Dân nghèo đã không có thu nhập mà vật giá thì lại leo thang, năm ngoái đã cực kỳ khó khăn. Đến nay, năm 2023 đã qua giai đoạn nửa đầu năm, tình hình cũng không có gì khá hơn. Sự tệ hại của nền kinh tế từ năm 2022 đã kéo sang đến tận năm 2023. Có lẽ nhận thấy không thể tiếp tục vẽ con số ảo để bịp dân, nên quý 1 năm 2023, Cục Thống kê cho biết tốc độ tăng trưởng GDP chỉ còn có 3,3%, còn quý 2 chỉ có 4,1%. Những con số này ắt cũng có chỉnh sửa, nhưng đến nỗi quá lố như năm 2022 thì chưa chắc. Nền kinh tế những năm đại dịch tưởng như chạm đáy, sau đại dịch là thời kỳ phục hồi. Nhưng không, với Việt Nam rõ ràng nền kinh tế đang cắm đầu đi xuống. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam vẫn trong tình trạng đói đơn hàng, đặc biệt là ngành may mặc. Trong khi Bangladesh đang có đơn hàng quá nhiều, không thể kham nổi, thì Việt Nam lại đói đơn hàng. Điều này cho thấy độ tin cậy của nền kinh tế Việt Nam thậm chí còn thua sút so với những quốc gia nghèo đồng hạng, chứ không nói đến những quốc gia khá hơn như Thái Lan, Malaysia trong khu vực ASEAN. Ra chính sách dựa trên những con số không trung thực thì không thể nào chữa được bệnh cho nền kinh tế. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến trung tháng 7 đầu năm 2023, cả nước có 113.000 doanh nghiệp phải đóng cửa. Cũng có doanh nghiệp đăng ký mới, tuy nhiên số đăng ký mới cần phải có thời gian để mà khẳng định trên thị trường. Trong khi những doanh nghiệp bị giải thể là doanh nghiệp đã có quá trình hoạt động, thậm chí có doanh nghiệp rất lớn. Điều này nói lên sức khỏe của nền kinh tế hiện tại và đây là con số rất đáng báo động. Nếu nói nền kinh tế Việt Nam là một con tàu, thì ông Phạm Minh Chính là người lái tàu. Và các doanh nghiệp như hành khách cũng vậy, không biết ông Phạm Minh Chính lái tàu thế nào mà để tàu lắc lư rất mạnh và đã hất 113.000 hành khách xuống biển chết đuối. Người lái tàu như thế có năng lực hay không thì đã rõ ràng. Con tàu kinh tế rung lắc rất mạnh, hất đến 113.000 hành khách xuống biển. Các nước tiến bộ không có ban tuyên giáo, những điểm yếu của chính phủ bị báo chí phơi ra cho bàn dân thiên hạ cùng thấy và xã hội sẽ có phản ứng ngay tức thì. Để chính phủ vững vàng thì buộc phải thay đổi những chính sách cho tốt hơn, nếu không thì chính phủ sẽ phải bị ép rút lui. Đó là nguyên nhân làm cho đất nước của họ phát triển, còn Việt Nam thì sao đây? Tại Việt Nam, chính phủ được bộ máy tuyên truyền khổng lồ che đậy khuyết điểm. Ai mà dám moi cái dở của chính phủ cho dân biết là bị công an tấn công ngay, vì đấy là nói xấu đảng và nhà nước. Chính vì thế những cái dở, những cái sai luôn được bảo vệ khiến người dân phải gánh chịu hậu quả. Lãnh đạo như ông Phạm Minh Chính
nếu ở các nước dân chủ thì sẽ bị thay thế từ rất lâu rồi. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thủ tướng chèo chống thế nào mà để con tàu kinh tế hất 113.000 hành khách xuống biển. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de